Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Nhơn hiện có 14 chi hội với 2.460 hội viên. Những năm qua, hội đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp chị em phụ nữ. Năm 2020, hội đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của Trung ương hội về 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, tập trung nâng cao chất lượng hội cơ sở và hiệu quả giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tổ chức họp trực tuyến để triển khai hoạt động hội. Hội cũng đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động phù hợp, sáng tạo, tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như các đợt bão lụt vừa qua, nên hiện nay nhiều cán bộ, hội viên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội kiến nghị Trung ương hội và thành phố về lâu dài càng quan tâm chăm lo hơn nữa việc tạo việc làm cho chị em phụ nữ, cũng như có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ hội ở cơ sở. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Nhơn thời gian qua. Nhất là đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tập hợp đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh và thiên tai, nhưng truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ đã được phát huy. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng là làm nông như vậy, nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều những mô hình hoạt động hiệu quả. Các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là các cái chương trình đề án của Trung ương hội triển khai thì đã được cấp hội ở xã rồi các cái chi tổ của chúng ta triển khai một cách hết sức có hiệu quả. Chúng tôi thấy là các chị đã cụ thể hóa, nó rất sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Vì vậy cho nên là đã thu hút được cái sự tham gia, chúng tôi rất là ấn tượng. Đây là một trong những cái địa bàn cấp xã mà tỷ lệ mà thu hút hội viên rất là cao, trên 89%. Bà Hà Thị Nga cho rằng thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ tại xã Hòa Nhơn có thể xem là điển hình cần đúc kết cho các cấp hội. Đề nghị Hội Phụ nữ xã tiếp tục duy trì nền tảng này, nhân rộng và phát triển các mô hình đạt kết quả tốt, đẩy mạnh phát triển tổ chức hội và phong trào khởi nghiệp. Bà Nga cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo huyện Hòa Vang và xã Hòa Nhơn đối với các hoạt động của Hội Phụ nữ, mà rõ nét là tỷ lệ nữ tham chính ngày càng cao. Mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm để thúc đẩy các hoạt động Hội Phụ nữ phát triển. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao cho xã 3 mô hình sinh kế với tổng trị giá 15 triệu đồng, trao 16 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho cán bộ hội cơ sở khó khăn bị ảnh hưởng bão lụt. Cũng trong tháng 11 này, thì Trung ương Hội cũng đã hỗ trợ cho 4 hội viên phụ nữ ở Đà Nẵng sửa chữa nhà với kinh phí 80 triệu đồng.